cộng tặng chọn bộ đầu thu và một tháng thuê bao khi đăng ký mới. Có K cộng là có Tết. Aruga Bisaka pha xử lý hay. Marco Rashford, Rashford và Bruno. Nhưng cờ của trọng tài đã được phất lên. Lưới đã rung nhưng bàn thắng không được công nhận. Rashford là người ở vị trí biệt vị. Anh không chạm bóng. Bruno là người dứt điểm. Nhưng Rashford đã tham gia tình huống vừa rồi. Anh đã đuổi theo quả bóng đó rồi. Và nó gây ra những sự chú ý với hàng phòng ngự của Manchester City. Các cầu thủ của Manchester United thì vẫn đang quay lấy các trọng tài, quay lấy ông Stuart Atwell. Và như vậy là bàn thắng đã được công nhận cho Bruno Fernandes. Tỷ số là 1-1 cho Manchester United. Giờ là những khiếu nại của cầu thủ Manchester City. Trọng tài Stuart Atwell xác định Marc Rashford ở vị trí việt vị nhưng không tham gia vào tình huống bóng nên không bị thổi phạt việt vị. Có lẽ đây vẫn sẽ là một tình huống sẽ tốn rất nhiều giấy mực, có rất nhiều sự tranh cãi. Những sự tranh cãi thì sẽ để ở phía sau trận đấu này. Ở thời điểm hiện tại thì bàn thắng đã được công nhận và trận đấu sẽ trở lại với thế cân bằng. Bruno Fernandes đã có cho mình bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Man City ở trong một thời điểm mà đội bóng Anh đang gặp khó khăn nhiều nhất. Cộng tặng chọn bộ đầu thu và một tháng thuê bao khi đăng ký mới. Có K cộng là có Tết.